đoàn Number One. Ra đời từ năm 1997 với chiến lược tập trung vào đậu nành, đến nay ở tuổi 20, Vinasoy đã vươn mình lớn dậy trở thành thương hiệu sữa đậu nành số 1 Việt Nam, mang đến gần 4 triệu sản phẩm mỗi ngày cho người tiêu dùng Việt ở mọi đối tượng trên mọi vùng miền. Cứ 10 hộp sữa đậu nành được tiêu thụ thì có 8 hộp là sản phẩm được sản xuất bởi công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy. Từ một doanh nghiệp chỉ với doanh thu 20 tỷ đồng năm 2002, đến nay Vinasoy đã có được mà thiên nhiên ban tặng, lấy miếng gì từ đất phải trả lại cho đất. Vinasoy dành trọn tâm huyết để phát triển đậu nành Việt trong suốt 10 năm qua với hoài bão đưa đậu nành Việt Nam vươn tầm thế giới. Năm 2013, Vinasoy thành lập trung tâm nghiên cứu ứng dụng đậu nành, hợp tác với hai trung tâm hàng đầu thuộc Đại học Missouri và Đại học Illinois Hoa Kỳ, ứng dụng khoa học tiên tiến trên thế giới để phát triển bền vững vùng nguyên liệu đậu nành Tây Nguyên. Trung tâm đã xây dựng được ngân hàng lưu trữ 1.588 nguồn gen quý của đậu nành trong và ngoài nước, tạo tiền đề vững chắc cho việc lai tạo những giống đậu nành mới có năng suất cao, chất lượng tốt. Chúng tôi đã được tiếp xúc một số nông dân ở huyện Cư Giúp, tỉnh Đắk Nông, và khi nhìn thấy những nụ cười của mấy ông nông dân rất là phấn khởi, trong những giống đậu nành mới năng suất tốt trồng ở trên Đắk Nông, thì nhìn những nụ cười của mấy ông nông dân đó là niềm vui rất lớn của cho riêng tôi và tất cả các anh em ở Đắk Nông. Trước nhất tôi xin chúc mừng Vinasoy đã thành công trong những năm 20 năm qua. Và nhân dịp này tôi xin kính chúc Vinasoy luôn giữ được tinh thần mạnh mẽ và sự nhiệt huyết để phát triển ngày càng lớn, và từ đó có nhiều đóng góp để phát triển đậu nành Việt Nam và tạo những sản phẩm đậu nành có lợi ích cho sức khỏe người tiêu dùng. Chặng đường 20 năm với những mốc thành tựu đáng tự hào là hành trang để Vinasoy tiếp tục vượt bước trên con đường phát triển đang rộng mở phía trước. Với những công dụng kỳ diệu, đậu nành đang là thực phẩm vàng của thế kỷ 21 được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Dự báo mức tiêu thụ sữa đậu nành ở Việt Nam sẽ gia tăng từ 780 triệu lít đến 900 triệu lít trong 4 năm tới. Tiềm năng phát triển còn rộng mở vì Vinasoy còn 65% hộ gia đình ở thành thị và 50% hộ gia đình ở nông thôn còn chưa khai thác. Tự tin vào sức mạnh đang có ở tuổi 20 với năng lực sản xuất của 3 nhà máy ở mức 390 triệu lít một năm thuộc top 5 thế giới, với những đối tác luôn đồng lòng hợp tác cả trong và ngoài nước, với sự tin yêu của hàng triệu trái tim người Việt, Vinasoy hoàn toàn có thể chinh phục những đỉnh cao mới nếu tiếp tục phát huy được sức mạnh nội tại của một tập thể đồng lòng gắn kết. Với sức trẻ 20 đang hừng hực trong một trái tim, con thuyền Vinasoy sẽ tiến nhanh và xa hơn. Cùng siết chặt tay và nhìn về phía trước, tập thể Vinasoy sẽ cùng nhau chinh phục những đỉnh cao mới. Vinasoy. Và trong suốt 20 năm, với một tình yêu duy nhất dành cho đậu nành và bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của một tập thể đồng lòng, tận tâm, sáng tạo, Vinasoy đã vươn lên trở thành người dẫn đầu trong ngành hàng sữa đậu nành bao bì giấy tại Việt Nam và luôn giữ vị trí số 1 trong suốt nhiều năm liền. Chính tình yêu của hàng triệu người tiêu dùng, của các đối tác và của toàn thể nhân viên trên cả nước đã hòa nhịp tạo nên sức sống tuổi 20 của Vinasoy. Và ngày hôm nay, chúng tôi long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập để nhìn lại chặng đường đầy tự hào đã đi qua và gửi lời tri ân đến những trái tim đã luôn đồng hành ủng hộ Vinasoy
trong suốt cuộc hành trình 20 năm hình thành và phát triển. Và cũng trong dịp này, Vinasoy chính thức khánh thành nhà máy sữa đậu nành thứ 3 tại Bình Dương, đánh dấu thêm một mốc son trong chặng đường 20 năm phát triển cùng đậu nành. Và đó cũng chính là lý do mà buổi sáng ngày hôm nay tất cả chúng ta đang có mặt tại đây. Kính thưa quý vị, trong buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được đón nhận lãng hoa của ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, lãng hoa của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, và lãng hoa của ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đã gửi tặng chúc mừng cho thành tựu 20 năm vì triệu trái tim của Vinasoy. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị khách quý. Đại diện lãnh đạo Trung ương, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Võ Đức Huy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ Em, cùng với các đồng chí lãnh đạo bộ ban ngành Trung ương. Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các sở ban ngành tỉnh Bình Dương và Đài truyền hình Bình Dương, lãnh đạo thị xã Tân Uyên, xã Vĩnh Tân và các xã phường thuộc thị xã Tân Uyên. Đại diện tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Xuân Huế, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Công ty Đường Quảng Ngãi, cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Quảng Ngãi và Đài truyền hình Quảng Ngãi. Về phía huyện Cư Xuất, tỉnh Đắk Nông, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nghiêm Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cư Xuất, cùng đại diện lãnh đạo xã Nam Dông và nông dân trồng đậu nành huyện Cư Xuất, tỉnh Đắk Nông. Về phía các nhà khoa học, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Phan Thị Kim, nguyên Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Xin trân trọng giới thiệu giáo sư Henry Nguyễn, giáo sư tiến sĩ, giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Đậu nành Quốc gia Hoa Kỳ, Đại học Missouri, Hoa Kỳ. Về phía Tổng công ty Mía Đường 2, xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Kim Hoa, nguyên Tổng giám đốc Công ty Mía Đường 2. Về phía các đối tác, xin được trân trọng giới thiệu tập đoàn TerraPark, xin trân trọng giới thiệu ông Robert Price, giám đốc điều hành công ty cổ phần TerraPark Việt Nam. Và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các nhà thầu xây dựng, tư vấn thiết kế, cung ứng, các đối tác tư vấn truyền thông và nhà phân phối Vinasoy trên toàn quốc. Về phía công ty cổ phần đường Quảng Ngãi, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Võ Thành Đàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần đường Quảng Ngãi, cùng lãnh đạo công ty, các phòng ban chức năng và lãnh đạo các đơn vị thành viên của công ty cổ phần đường Quảng Ngãi. Về phía đại diện công ty Vinasoy, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Ngô Văn Tụ, giám đốc điều hành Vinasoy, cùng với lãnh đạo các phòng ban chức năng của Vinasoy. Và chúng tôi cũng xin nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của hơn 35 đại diện các cơ quan báo đài trung ương và địa phương đã đến tham dự và đưa tin cho sự kiện ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nhiệt liệt chào đón tất cả quý vị. Và sau đây để mở đầu chương trình, xin được trân trọng kính mời ông Võ Thành Đàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi sẽ lên phát biểu khai mạc. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương, kính thưa các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đắk Nông,
Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa đại diện các nhà cung cấp, các nhà phân phối trị toàn quốc, kính thưa quý quan khách và báo giới, trong không khí cả nước thi đua thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, chỉ thị số 05 CTTV Đức của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nghị quyết số 10 NQTV Đức của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân. Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy trực thuộc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 của Vinasoy và khánh thành nhà máy sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương. Với sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước, các vị khách quý là niềm vinh hạnh, sự động viên rất lớn đối với chúng tôi, của gia đình Vinasoy. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. 20 năm qua, với một tình yêu duy nhất với đậu nành, với sứ mệnh mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất từ đậu nành cho người tiêu dùng, Vinasoy đã không ngừng nỗ lực sáng tạo để vượt qua những khó khăn, thử thách và vươn lên từ một doanh nghiệp nhỏ ở miền Trung, trở thành người dẫn đầu ngành hàng sữa đậu nành, bao bì hộp giấy tại Việt Nam và hiện nay với 84,3 thị phần trên toàn quốc, cán mốc doanh thu 4.000 tỷ và lọt vào top 5 nhà sản xuất và tiêu thụ sữa đậu nành lớn nhất thế giới. Năm 2016, trong ngành hàng sữa nước, thương hiệu Fami lần đầu tiên xếp thứ 2 thị trường nông thôn và xếp thứ 9 thị trường thành thị theo bản báo cáo của Kantar Worldpanel. Cũng trong năm 2016, Fami còn vinh dự góp mặt trong 4 thương hiệu thành công nhất Việt Nam trong báo cáo sức mạnh thương hiệu châu Á của Nielsen. Chính hàng triệu trái tim của người tiêu dùng đã làm nên sức sống 20 năm của Vinasoy. Để đáp lại tình yêu đó, Vinasoy sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy sức mạnh đang có ở tuổi 20 để ngày càng phát triển và phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của người tiêu dùng Việt. Chúng tôi đã và đang có những bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mọi mặt để bắt kịp với xu hướng gia tăng mạnh mẽ tiêu thụ sữa đậu nành Việt Nam trong 5 năm tới. Từ hai nhà máy ở Quảng Ngãi và Bắc Ninh, tháng 3 năm 2016, chúng tôi khởi công xây dựng nhà máy sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương với công suất thiết kế là 180 triệu lít nam. Đến nay, nhà máy đã hoàn thành giai đoạn 1 với công suất 90 triệu lít nam và đã đi vào hoạt động. Nhà máy Vinasoy Bình Dương với công nghệ máy móc thiết bị hiện đại được cung cấp bởi các tập đoàn hàng đầu thế giới sẽ góp phần cùng hai nhà máy ở Quảng Ngãi và Bắc Ninh tạo ra một hệ thống cung ứng nguồn dinh dưỡng lành từ đậu nành đến với cộng đồng ngày một sâu rộng hơn, mang đến người tiêu dùng khắp ba miền đất nước những sản phẩm tươi ngon một cách nhanh nhất. Đồng thời, bên cạnh công tác chế biến tiêu thụ sản phẩm từ hạt đậu nành, chúng tôi còn tập trung cho công tác nghiên cứu để tạo ra những giống đậu nành có năng suất chất lượng cao và đầu tư phát triển vùng nguyên liệu đậu nành bền vững. Trong không khí hân hoan của buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, chúng tôi long trọng khánh thành nhà máy sữa đậu nành thứ 3 Vinasoy tại Bình Dương, chính thức nâng tổng công suất của Vinasoy lên 390 triệu lít nam. Đây là cơ sở giúp Vinasoy tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành hàng sữa đậu nành Việt Nam với hơn 80% thị phần trong nhiều năm đấy. Kính thưa quý vị khách quý, với chúng tôi, một tập thể đã vượt qua nhiều thử thách khó khăn trên hành trình 20 năm gầy dựng và phát triển, được người tiêu dùng trong cả nước tin yêu, thì những thành quả đang có ở hiện tại chính là một sự khích lệ, là đòn bẩy để chúng tôi tiếp tục nỗ lực, tiếp tục vun đắp niềm tin vào sự phát triển của đậu nành thực phẩm vàng của thế kỷ 21 và tiếp tục thực hiện hoài bão mang mọi điều tốt đẹp đến cho cộng đồng. Trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và khánh thành nhà máy Vinasoy Bình Dương ngày hôm nay, chúng tôi cũng vui mừng được tiếp tục đóng góp
20 tỷ đồng cho quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam, nâng tổng giá trị tài trợ cho quỹ lên 40 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng để thực hiện chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ không lớn trong các năm đến, tiếp tục cấp phát sữa đậu nành cho các em học sinh tiểu học trên toàn quốc, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao thể trạng cho trẻ em Việt Nam. Kính thưa quý vị khách quý, những thành quả có được ngày hôm nay không chỉ xuất phát từ sức mạnh nội lực của công ty cổ phần đường Quảng Hải, mà còn có sự hỗ trợ hợp tác to lớn của các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương, báo giới, truyền thông, các đối tác cung cấp và phân phối. Nhân đây tôi xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo hỗ trợ sâu sát của chính phủ, các bộ ngành trung ương, của lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc Việt Nam, các sở ban ngành của tỉnh Bình Dương, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Đắk Nông, v.v. Xin cảm ơn sự ủng hộ của các cơ quan báo chí truyền thông, sự hợp tác tốt đẹp và hiệu quả của các nhà cung cấp, nhà phân phối trên toàn quốc. Trên hành trình dài phát triển cùng đậu nành trong tương lai, bằng những hành động, việc làm thiết thực, toàn thể cán bộ công nhân Vinasoy và công ty cổ phần đường Quảng Hải luôn cam kết nỗ lực không ngừng học hỏi, sáng tạo, áp dụng các kỹ thuật công nghệ hiện đại để cho ra đời những sản phẩm tự nhiên tốt nhất cho người tiêu dùng. Và trong thời gian đấy, chúng tôi cũng rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, các cơ quan truyền thông, các đối tác, các nhà phân phối cùng chúng ta đưa nguồn dinh dưỡng lành tiến bước mạnh mẽ hơn nữa hướng tới cộng đồng và mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Cuối cùng, thay mặt cho công ty cổ phần đường Quảng Hải, Vinasoy kính chúc quý vị khách quý, quý quan khách dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn sự phát biểu của ông Võ Thành Đa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi. Hòa trong niềm vui ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Thanh Liêm, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương, kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, kính thưa đồng chí Trần Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, kính thưa các đồng chí, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu có mặt trong buổi lễ hôm nay. Hôm nay tôi rất vui mừng đến dự lễ kỷ niệm 20 năm Vinasoy và khánh thành nhà máy tại Bình Dương. Lời đầu tiên tôi xin gửi đến toàn thể quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Qua theo dõi hoạt động và nghe báo cáo quá trình 20 năm hình thành và phát triển thương hiệu Vinasoy, tôi rất ấn tượng với những thành tích mà công ty đã đạt được. Lãnh đạo Vinasoy đã không ngừng tiếp thu, tìm tòi, học hỏi từ trong nước và nước ngoài về kỹ thuật sản xuất, hệ thống quản lý, xây dựng chiến lược marketing khác biệt và hiệu quả. Chính sự nỗ lực hết mình đã giúp Vinasoy trở thành một thương hiệu mạnh trên thị trường trong nước và nước ngoài. Hiện tại, Vinasoy đã vào top 5 của nhà sản xuất đậu nành trên thế giới. Đây là kết quả rất đáng tự hào. Trong những năm qua, với sự phát triển mạnh mẽ và hoạt động của sản xuất kinh doanh của Vinasoy còn gây ấn tượng và sự ra đời của quỹ khuyến học đậu nành Việt Nam, mang đến hàng triệu lít sữa cho học sinh nghèo nhằm nâng cao sức khỏe và thể trạng của các em, là minh chứng cho một doanh nghiệp có tấm lòng vì trẻ em, có một trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng ghi nhận và chúc mừng Vinasoy đã có nhà máy khánh thành tại Bình Dương ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, với kinh nghiệm 20 năm hình thành và phát triển, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng công ty cổ phần đường Quảng Ngãi sẽ tận dụng hết thời gian cơ, vượt qua thử thách, tiếp tục hoạt động sản xuất, đạt được những kết quả tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới. Qua đó góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đặc biệt là của Bình Dương.
về phía chính quyền Bình Dương, với quan điểm là luôn luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến Bình Dương nói chung và công ty Đường Quảng Ngãi nói riêng và sữa đậu nành Vinasoy nói riêng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh thành đạt và ổn định trong địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian tới. Cuối cùng, tôi xin kính chúc tất cả quý vị sức khỏe thành đạt, chúc cho nhà máy Vinasoy Bình Dương phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn sự phát biểu của ông Trần Thanh Liêm, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Phạm Trường Thọ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ đại diện cho tỉnh Quảng Ngãi có đôi lời phát biểu cảm ơn và sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh Bình Dương dành cho tỉnh Quảng Ngãi nói chung và cho công ty cổ phần đường Quảng Ngãi nói riêng. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý vị khách quý, hôm nay tôi rất vui mừng đến dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy và khánh thành nhà máy sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương. Trước hết, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, tôi chúc quý vị đại biểu tham dự buổi lễ mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc mừng công ty cổ phần đường Quảng Ngãi đã đầu tư hoàn thành khánh thành nhà máy sữa Vinasoy Bình Dương, nhà máy sữa Vinasoy thứ ba trong cả nước. Kính thưa quý vị đại biểu, công ty cổ phần đường Quảng Ngãi là một trong những doanh nghiệp có uy tín và quy mô sản xuất kinh doanh hàng đầu của tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1997, công ty đã quyết định xây dựng nhà máy sữa đậu nành Việt Nam thương hiệu Vinasoy đầu tiên tại Quảng Ngãi. Qua 20 năm hoạt động và phát triển, Vinasoy đã khẳng định được thành công và thương hiệu của sản phẩm, góp phần quan trọng trong việc đa dạng hóa các sản phẩm về dinh dưỡng có chất lượng cho người tiêu dùng sử dụng. Với sự phát triển qua nhiều năm của công ty, năm 2012, công ty cổ phần đường Quảng Ngãi đã quyết định xây dựng nhà máy sữa đậu nành thứ hai tại tỉnh Bắc Ninh và nhà máy thứ ba hôm nay chúng ta khánh thành tại tỉnh Bình Dương. Với việc đi vào hoạt động của ba nhà máy sữa đậu nành trên ba miền của đất nước, Vinasoy đã sử dụng gần 2.500 lao động có thu nhập ổn định, góp phần vào việc giải quyết việc làm cho lao động tại các tỉnh có nhà máy, đồng thời cũng góp phần vào ngân sách để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Bên cạnh đó, Vinasoy cũng đã có những chia sẻ đóng góp quan trọng vào việc giải quyết những khó khăn của cộng đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội, sữa học đường trong nhiều năm qua. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, tôi xin ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Vinasoy và công ty cổ phần đường Quảng Ngãi trong thời gian qua. Chúc cho công ty cổ phần đường Quảng Ngãi và Vinasoy ngày càng phát triển bền vững và trở thành doanh nghiệp mạnh hàng đầu của Việt Nam trong những năm sắp đến. Kính thưa quý vị đại biểu, nhân buổi lễ này, tôi cũng rất mong lãnh đạo tỉnh Bình Dương, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm hỗ trợ và đồng hành cùng Vinasoy để doanh nghiệp ngày càng phát triển và trở thành thương hiệu có chất lượng của quốc gia. Cuối cùng, một lần nữa, xin chúc mừng công ty cổ phần đường Quảng Ngãi, chúc Vinasoy ngày càng phát triển và có thị phần tốt tại Việt Nam và ngày càng hội nhập quốc tế. Chúc toàn thể quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn sự phát biểu của ông Phạm Trường Thọ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Kính thưa quý vị, liên tục chương trình chúng tôi kính mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu và cùng theo dõi một MV ca nhạc đặc biệt với giai điệu được tạo nên từ nhịp tim của hàng ngàn người.
đó chính là những khách hàng, đối tác và nhân viên của Vinasoy. Và đây cũng chính là món quà mà Vinasoy muốn dành tặng tri ân tất cả mọi người, những ai đã đồng hành ủng hộ Vinasoy trong chặng đường 20 năm phát triển cùng đội ngành, 20 năm hòa nhịp triệu trái tim. Mời quý vị cùng theo dõi. Trái tim luôn rộn ràng, hòa theo nhịp sống khắp mọi nơi. Biết thương yêu mọi người, sẽ thấy cuộc đời sáng tươi. Cố nghe tim rộn ràng, tình yêu đầu tiên vừa đến. Ước mơ luôn trọn vẹn, như yêu lần đầu thiết tha. Tuổi 20 bồi hồi, mùa xuân vừa đến trên bờ môi. Trái tim yêu rộn ràng, cho kênh kênh chiều trái tim. Vâng, thưa quý vị, tôi đến minh chứng cho điều này. Ngày hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Vinasoy sẽ trao tặng 20 tỷ đồng đến Quỹ Khuyến học Sở đội ngành Việt Nam, nâng tổng giá trị số tiền ủng hộ quỹ lên đến 40 tỷ đồng trong suốt 2 năm qua. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Võ Thành Đàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học Sữa Đậu Nành Việt Nam, sẽ lên trao tặng 20 tỷ đồng cho trẻ em Việt Nam. Và trân trọng kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, sẽ đại diện nhận món quà dinh dưỡng lành này của Vinasoy. Chương trình dinh dưỡng làm cho trẻ em không lớn mang đến cơ hội được uống sữa đậu nành cho hàng triệu trẻ em trên mảnh đất hình chữ S. Giúp bài ca một tròn vỗ tay thật lớn cho một nữ tử rất cao đẹp này ạ. Kính thưa quý vị, và tiếp theo sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, sẽ lên có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời bà. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Ngãi. Kính thưa đồng chí Võ Đức Huy, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương. Kính thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy, các quý vị đại biểu đại diện cho các cơ quan, ban ngành, địa phương, cán bộ, công nhân viên của công ty Vinasoy. Hôm nay chúng ta rất vui mừng cùng có mặt tại đây để dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy và khai trương nhà máy sữa đậu nành thứ 3 tại tỉnh Bình Dương. Thay mặt cho lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, đại diện các cơ quan, ban ngành, địa phương có mặt ngày hôm nay lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Xin chúc mừng những kết quả đạt được, phát triển sản xuất kinh doanh rất ấn tượng mà công ty Vinasoy đã đạt được trong suốt 20 năm qua. Kính thưa các quý vị đại biểu, trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước. Trong thời gian vừa qua, trẻ em Việt Nam đã luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các chính quyền địa phương và đặc biệt là của cộng đồng xã hội, để giúp cho trẻ em của chúng ta có thể phát triển toàn diện kể cả về thể chất và tinh thần. Trong thời gian vừa qua, bên cạnh những kết quả đạt được, thì trẻ em của chúng ta còn gặp rất nhiều vấn đề và cần phải tập trung giải quyết trong thời gian tới. Trong đó, có vấn đề liên quan tới vấn đề sức khỏe của trẻ em. Và theo kinh nghiệm của thế giới, thì giải pháp đột phá đó là cho trẻ dùng sữa hàng ngày. Tại Việt Nam, vấn đề dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt là vấn đề dinh dưỡng học đường, đã được triển khai thực hiện trong thời gian vừa qua với mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em mẫu giáo, tiểu học thông qua các hoạt động cho trẻ em được uống sữa hàng ngày. Để thực hiện các mục tiêu dinh dưỡng quốc gia, đây không chỉ là vấn đề riêng của một cơ quan, tổ chức nào mà cần có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng xã hội, các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điển hình là chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ em khôn lớn của Vinasoy đã thực hiện trong rất nhiều năm qua. Việc Vinasoy trao tặng 20 tỷ đồng đến Quỹ Khuyến học Sữa Đậu Nành Việt Nam hôm nay
nâng tỷ lệ tổng giá trị cho chương trình của quỹ lên 40 tỷ đồng trong 2 năm qua đã thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, đặc biệt là sự chia sẻ yêu thương với trẻ em của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, nhân viên công ty Vinasoy. Trong 2 năm qua, chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ em khôn lớn đã trao tặng hàng triệu suất sữa đậu nành cho các em học sinh tại các tỉnh và thành phố trong cả nước. Chương trình không chỉ tạo ra kết quả tích cực trong việc cải thiện thể chất cho các em, mà còn góp phần giáo dục cho các em về vấn đề dinh dưỡng học đường, cách ăn uống lành mạnh, khoa học, tạo môi trường khuyến khích các em chăm vận động thể chất để có thể phát triển cân bằng toàn diện thể về thể chất và trí tuệ. Chương trình này rất thiết thực và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao thể trạng trẻ em Việt Nam, đồng thời giảm gánh nặng chi phí kinh tế của xã hội. Và đặc biệt hơn nữa, chương trình này đã góp phần triển khai có hiệu quả nghị quyết số 20 của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 vừa được ban hành của Ban chấp hành Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới. Tôi cho rằng đây là một tiền đề rất quan trọng để chương trình có thể tiếp tục phát triển, mở rộng và sẽ thành công hơn trong những năm tiếp theo. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, sự đóng góp của tập thể cán bộ, công nhân viên Vinasoy ở thời điểm hiện tại sẽ ươm mầm cho những kết quả tốt đẹp trong tương lai. Cuối cùng, tôi xin chúc cho Quỹ sữa đậu nành Việt Nam ngày càng vươn xa hơn, mang nguồn dinh dưỡng lành đi khắp nơi, và xin chúc cho công ty cổ phần đường Quảng Ngãi và công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sản xuất kinh doanh, nhằm góp phần nâng cao đời sống cho những người nông dân đã cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho nhà máy và thực hiện tốt chính sách đối với những người lao động của công ty, tiếp tục truyền lửa cho các doanh nghiệp của Việt Nam cùng chung tay trong những hoạt động cộng đồng vì an sinh xã hội tích cực và nhiều ý nghĩa. Xin chúc cho các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Giờ đây chúng ta sẽ cùng đánh dấu một bước tiến mới của Vinasoy với nghi thức khánh thành nhà máy sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương. Xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu tiến lên phía trước sân khấu để cùng thực hiện nghi thức. Xin mời tất cả quý vị bên dưới chúng ta hãy cùng chứng kiến giây phút ý nghĩa này ạ. 3, 2, 1. Vinasoy Bình Dương theo sự hướng dẫn của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời quý vị. Thank you.
xin trân trọng và đề nghị tất cả chúng ta nâng ly chúc mừng. Xin mời. 1, 2, 3. Vinasol. You can't.